Ta chuyển sang cái câu cuối cùng của đề AM năm 2011, là câu tự luận số 2 với đề bài là cho bốn số tự nhiên bất kỳ A, B, C, D với A lớn hơn B, lớn hơn C, lớn hơn D. Chứng tỏ rằng tích của tất cả các số tự nhiên là hiệu của hai trong bốn số đã cho là một số chia hết cho 12. Thế bài toán này nó có những cái câu chữ mà chúng ta cần phải phân tích kỹ để hiểu nó. Thế thì thầy sẽ phân tích sang bên này. Bây chúng ta có bốn số tự nhiên bất kỳ A lớn hơn B, lớn hơn C, lớn hơn D theo thứ tự giảm dần. Bây giờ chúng ta cần chứng tỏ rằng cái tích này là gì? Cái tích T này. Tích T này, tích của tất cả các số tự nhiên, tức là của tất cả các số tự nhiên. Nhưng mà số tự nhiên đó là gì? Là hiệu những mỗi tích của cái gì đó nhá, tích của các tất cả các số này đấy, tích của tất cả các số tự nhiên mà mỗi số tự nhiên đó là hiệu của hai trong bốn số đã cho. Hiệu của hai trong bốn số đã cho là gì? Hai trong bốn số đã cho, ví dụ như là trong bốn số đã cho thì ta có A, B, C, D, thì ta có thể hiệu là gì? Của hai số là A và B, A trừ đi B, đúng không? Thì A trừ đi B chính là hiệu của hai số trong bốn số đã cho. Đấy, ví dụ như thế nhé. A trừ đi B. Ví dụ thế. Thế nhưng mà người ta nói là cái tích này là của tất cả các cái hiệu đấy. Đấy, tất cả các cái hiệu đấy, không không được sót một cái hiệu nào. Thế thì ta xem là trong bốn số ABCD thì có những cái hiệu nào? Nó sẽ có hiệu A trừ B này, A trừ C này, A trừ D này, B trừ C này, B trừ D này và C trừ D. Đấy. Thì các con hình dung như vậy, tích T là tích của A trừ B nhân với A trừ đi C rồi nhân với A trừ đi D rồi nhân với B trừ đi C rồi nhân với B trừ đi D rồi nhân với C trừ đi D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy ta có tất cả là 6 cái thừa số, đúng không nào? 6 cái hiệu này. Hiệu của hai trong bốn số đã cho thì ta nhân với nhau tất cả các cái hiệu đó lại thì ta được một cái tích. Đó, ta gọi nó là tích T đi. Đấy. Và chúng ta cần chứng minh rằng là cái tích đó ấy, nó chia hết cho 12. Chứng minh rằng tích T chia hết cho 12. Vậy ta hiểu đề bài rồi. Và cái tích này thì nó có rất là nhiều thừa số rồi. Bây giờ ta đi phân tích và đi tìm hướng để giải. Thì ta xuất phát từ cái yêu cầu muốn chứng minh một số chia hết cho 12. Thì 12 thì nó không có dấu hiệu chia hết. Cho nên chúng ta phải phân tích nó thành là tích của các cái số mà nó không có thừa số chung. Thế ta sẽ phân tích là 12 bằng 4 nhân 3. 4 nhân 3. 4 nhân 3 là hai thừa số mà không cùng chia hết cho số nào khác một cả. Thế thì một số chia hết cho 12 khi nào? Khi và chỉ khi số đó cùng chia hết cho 4 và tích đó chia hết cho 3. Đấy. Nếu như cùng chia hết cho 4 và chia hết cho 3 thì dẫn đến chia hết cho 12. Thế ở đây các bạn có bạn thì hỏi là có thể thắc mắc là gì? 12 thì có thể bằng 2 nhân 6. 2 nhân 6. Thế thì liệu là một số mà vừa chia cho 2
vừa chia hết cho 6 thì có chia hết cho 12 hay không? Thì ta hình dung là một số chia hết cho 6 ấy thì cần 2 nhân với 3, tức là chỉ 6 thì bằng 2 nhân 3. Thế một số mà nó chứa một thừa số 2 và một thừa số 3 thì nó chia hết cho 6 và đồng thời nó cũng chia hết cho 2 luôn, bởi vì nó đã chứa thừa số 2 rồi. Vì vậy cho nên là chưa chắc nó đã chia hết cho 12. Bởi vì 12 nếu mà phân tích kỹ nó sẽ bằng là 2 nhân 2 nhân 3. Đây là 4 này. Có nghĩa là gì? Để chia hết cho 12 thì nó cần một thừa số 3 và cần 2 thừa số 2. Trong khi để chia hết cho 6 thì nó chỉ cần một thừa số 2 thôi. Đấy. Thế vì thế cho nên là nó có cái quy tắc là nếu hai số này mà có cùng chia hết cho một số nào đó, ví dụ 2 và 6 cùng chia cho 2 thì nó không bảo đảm cái tính chất này. Đấy, thì nó chưa chắc đã chia hết cho tích. Đấy là lý do mà vì sao chúng ta phân tích thành là 4 và 3 là như vậy. Ta viết là chia hết cho 3 trước đi để thầy sẽ trình bày ở bên này. Hãy chia cho 4 nha. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta bây giờ quay trở về là gì? Là chúng ta chứng minh T chia hết cho 3 và phải chứng minh T chia hết cho 4. Đấy. Thế thì T nó là một cái tích. Một cái tích nó chia hết cho một số khi nào? Một cái tích nó chia hết cho một số khi là nó trong đó ta có thể chỉ ra là gì, là nó có ít nhất một thừa số chia hết cho cái số đó. Ví dụ muốn chứng minh một số t, tích t này chia hết cho 3 thì chúng ta có thể chỉ ra là gì, là có ít nhất một thừa số chia hết cho 3. Có ít nhất một thừa số chia cho 3 thì tích nó sẽ chia cho 3. Chỉ cần một thừa số thôi, không cần nhiều, không cần đến 2-3 thừa số. Tương tự như vậy, vì chia cho 4 thì lại khác. Chia cho 4 thì không cần là ít nhất một thừa số chia cho 4, nhưng là nó cần ít nhất 2 thừa số chia cho 2. Đấy, hoặc là gì? Hoặc là ít nhất một thừa số chia hết cho 4. Đấy, như vậy ở chỗ này chúng ta có hai cái hướng là hoặc nha. Hoặc là có ít nhất một thừa số chia hết cho 4. Hoặc là gì? Hoặc là có ít nhất hai thừa số chia hết cho 2. Đấy. Nếu mà có hai thừa số chia cho 2 thì nó sẽ có hai thừa số 2 và nó sẽ chia cho 4. Hoặc là có một thừa số thôi chia cho 4 là được. Thế thì đây là hoặc nhá, hai trường hợp. Bây giờ ta làm cái nhánh này trước đi. Muốn chứng minh ít nhất một thừa số chia cho 3 thì ta làm nào. Mỗi thừa số của ta ấy, nó là một cái hiệu. Vậy thì một cái hiệu nào đó mà chia cho 3 khi cái hiệu mà một cái hiệu mà chia cho 3 ấy, khi là hai số hạng, tức là số bị trừ và số trừ, hai cái số đó ấy, nó cùng dư khi chia cho 3. Như vậy ta chỉ ra là gì? Là có ít nhất một hiệu, đúng không nào? Ít nhất một hiệu, tức là ta sẽ chỉ nó ra là có ít nhất một hiệu, tức là có ít nhất một cặp đi, chúng ta gọi là một cặp số đi, một cặp hai số, đúng không nào? Một cặp hai số cùng dư đây là gì? Cùng dư khi chia cho ba. Đấy. Chia cho 3. Cùng dư khi chia cho 3. Cái điều này mình có thể có được không? Liệu là trong 4 số A, B, C, D, C, D thì có chắc chắn là bao giờ cũng có hai số cùng à, có ít nhất là một cặp cùng dư hay không? Cái này thì chắc chắn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có 4 số mà chúng ta chỉ có 3 loại dư thôi.
ba loại dư khi chia cho ba đó là gì? Dư 1, dư 2 và dư 0. Đấy, đây chính là cái dạng bài toán nhốt thỏ vào chuồng ấy. Có 4 số mà chỉ có 3, mà có 3 loại dư này. Thế thì chắc chắn là sẽ có hai cái số nào đó nó cùng dư, đúng chưa nào? Cho nên chúng ta có thể suy ra ngay là ít nhất một cặp hai số nào đó cùng dư khi chia hết cho 3. Đấy, vậy thì coi như là cái nhánh này chắc chắn rồi. Đấy, ta có thể lập luận từ đây, đúng nào? Vì có 4 số và có 3 loại dư khi chia cho 3 là 1, 2 và 0. Cho nên có ít nhất một cặp số là cùng số dư khi chia cho 3. Và hiệu của cái cặp đó ấy, nó chia hết cho 3, đúng chưa nào? Cho nên trong tích T này chắc chắn là có ít nhất một thừa số chia hết cho 3. Suy ra tích T chia hết cho 3. Đấy là lập luận của cái nhánh thứ nhất. Như vậy ta chắc chắn rồi, một cái rồi. Bây giờ ta xem cái thứ hai, muốn chứng minh một số chia cho 4, T tích T chia cho 4 thì có hai hướng, là một là ta chỉ ra là một thừa số chia hết cho 4 thì có không? Thế thì chia hết cho 4 ấy, thì các con thấy là nó khi một số chia cho 4 thì nó sẽ có 4 loại dư. 4 loại dư nhá. Chia cho 4 thì có 4 loại dư, 4 loại dư. Đó là 1 này, 2 này, 3 hoặc là 0. Mà có 4 số A, B, C, D. Thế thì rất có thể là gì? Là 4 cái số A, B, C, D này, mỗi số thì có một loại dư khác nhau. Một số thì chia cho 4 dư 1, số chia 4 dư 2, số chia 4 dư 3 và một số chia cho 4 dư 0. Cho nên ấy, là chúng ta không thể chắc chắn được, không thể chắc chắn là có một thừa số chia hết cho 4 được. Điều này là không thể. Đấy. Cho nên chúng ta loại cái nhánh này đi. Thì ta tập trung vào, ta chứng minh ít nhất có hai thừa số chia hết cho 2. Thế khi nào thì chia hết cho 2? Một cái hiệu mà chia hết cho 2 khi hai số đó nó cùng tính chẵn lẻ. Đấy. Như vậy ta phải chỉ ra là gì? Có ít nhất hai cặp cùng chẵn lẻ. Cùng tính chẵn lẻ. Cùng chẵn hoặc là cùng lẻ đều được. Thế thì điều này có thể xảy ra được không? Và làm thế nào để lập luận? Chắc chắn rồi, nhưng mà lập luận như thế nào? Thế thì mình sẽ đi khảo sát xem, đúng nào? Bây giờ ta có 4 số này, A, B, C, D này. Bây giờ ta giả sử như là nếu như cả 4 số này mà cùng chẵn hoặc là cùng lẻ. Cùng chẵn thì thật, giả sử như cùng lẻ đi, cả 4 số cùng lẻ, thì rõ ràng là gì? Là ví dụ như là A trừ đi B thì chẵn ngay, đúng nào? A thì rất là rõ ràng là sẽ có hai cặp cùng chẵn lẻ, AB là cùng chẵn lẻ này, hoặc là BC cũng cùng, CD cũng cùng. Như vậy nó không những chia cho 4 mà còn rất nhiều nữa. Thế thì trường hợp này là thỏa mãn. Bây giờ nếu trường hợp mà ví dụ có 3 số cùng chẵn lẻ, chẳng hạn như cùng lẻ đi, chẳng hạn như là A, B và C cùng lẻ đi, còn số C là khác, ví dụ thế, thì trường hợp này chúng ta cũng có hai cái hiệu là A trừ đi B và B trừ đi C, đúng nào? Là chia hết cho 2, tức là hai cặp AB và BC cùng chẵn, cùng lẻ. Đấy, cùng chẵn hoặc cùng lẻ. Trường hợp thứ ba là chúng ta có hai số là cùng chẵn lẻ. Thế thì còn hai số kia thì sao? Thì khác. Đấy. Đấy. Thế trong trường hợp này thì ta lại có là AB cùng chẵn lẻ và CD sẽ cùng chẵn lẻ. Đấy. Thế còn nếu như mà một lẻ ba chẵn thì nó giống như trường hợp này. Đấy. Rồi 4 chẵn thì nó cũng giống trường hợp này. Tóm lại chúng ta có 3 cái trường hợp như thế. Và ta khảo sát ta thấy là cả 3 trường hợp này nó đều bảo đảm được tính chất là có ít nhất 2 cặp cùng chẵn lẻ. Vậy ta suy ra là hiệu của hai cái cặp đó chia hết cho 2. Vậy có ít nhất 2 thừa số của T
chia hết cho 2, suy ra nó chia hết cho 4. Đấy, kết hợp lại thì ta được chia hết cho 12. Thì đấy là cái hướng để mà lập luận cái bài này. Bây giờ chúng ta đi xác định các bước để có thể lập luận một cách chặt chẽ. Cái nhánh bên này trước thì đầu tiên chúng ta sẽ lập luận cái này. Đây là bước 1 để dẫn ra là bước 1 nó sẽ là cái quá trình này. Đấy. Từ cái này chúng ta suy ra là có ít nhất một cặp. Từ 4 số mà có 3 loại dư, suy ra có ít nhất một cặp hai số có cùng dư. Đấy. Hay là suy ra có ít nhất hai số, ít nhất hai số có cùng số dư khi chia cho 3. Từ đó ta suy ra là trong tích T có ít nhất là một thừa số chia hết cho 3. Và vì vậy chúng ta dẫn đến là T chia hết cho 3. Đây là kết luận nha, cái thứ nhất. À, chúng ta cần phải viết cái tích T này đầu tiên này. Cái này quan trọng. Đấy là nhánh thứ nhất. Cái nhánh thứ hai độc lập, đấy là chúng ta đi khảo sát này. Là trong 4 số thì có thể xảy ra 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có 3 số. À, trường hợp thứ nhất là cả 4 số cùng tính chẵn lẻ. Đấy. Thì ta có suy ra ngay là sẽ có 2 cặp. Đấy, thì sẽ có ít nhất 2 cặp. Đúng nào? Cùng chẵn ít nhất 2 cặp. Tức là chính là ít nhất hai cặp cùng chẵn lẻ đây. À, chúng ta khảo sát 3 trường hợp này đi và suy ra cái này một lúc thôi. Thế thì chúng ta sẽ thấy là ta sẽ lập luận chỗ này này, là trường hợp thứ nhất là trong 4 số thì sẽ có ít nhất 2 cặp có cùng chẵn lẻ bằng cách nào? 2 cặp bằng cách nào có cùng chẵn lẻ? Trường hợp thứ nhất nhất là ta cứ khảo sát kỹ một chút, là nếu như cả 4 số cùng chẵn lẻ thì chúng ta có mấy trường hợp, tức là trong 4 số xảy ra những trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là cả 4 số cùng chẵn lẻ. Trường hợp thứ hai thì ta suy ra là có 2 cặp, đúng là có 2 cặp, ta chỉ ra 2 cặp nào đó chắc chắn có 2 cặp cùng chẵn lẻ. Hay là gì? Là hiệu của thôi 2 cặp đi. Trường hợp thứ hai là nếu có 3 số cùng chẵn lẻ thì sẽ giả sử như là A, B và C thì cũng sẽ có 2 cặp, đó là A trừ B và B trừ C chẳng hạn. Đấy, là chẵn. Đúng chưa nào? Trường hợp thứ ba, trường hợp thứ ba ta bỏ cái 2 cặp cùng chẵn lẻ đi các con ạ. Bởi vì ta suy ra luôn là có ít nhất 2 thừa số chia cho 2 thôi. Đấy. Chứ ta lập luận cái này nó tự nhiên nó lại rắc rối thêm ra. Tức là nếu có 4 số cùng chẵn lẻ thì chúng ta có ít nhất là 2 cái hiệu chia cho 3, chia cho 2. Ví dụ như là hiệu A trừ B và B trừ C chẳng hạn. Đấy. Trường hợp thứ hai là nếu có ít nhất là 3 số cùng chẵn lẻ, ví dụ ABC, thì suy ra là hiệu A trừ B và B trừ C chia hết cho 2. Còn nếu có ít nhất là 2 số cùng chẵn lẻ, 2 số cùng chẵn lẻ, 2 số lẻ và 2 số chẵn nhé, 2 số lẻ và 2 số chẵn, giả sử AB lẻ, CD chẵn, thì chúng ta có 2 cái hiệu là A trừ đi B và C trừ đi D là chẵn. Đấy. Như vậy ta kết luận là gì? Vậy có luôn luôn có trong mọi trường hợp thì có ít nhất là 2 cái hiệu chia hết cho 2. Đấy. Và ta suy ra là gì? Vậy tích của nó sẽ chia hết cho 4, tích T chia hết cho 4. Đấy. Thế thì đấy là đây là bước 1 này, khảo sát này. Bước 4 này là khảo sát này. Bước 5 là chúng ta kết luận cái điều này này. Và bước 6 là gì? Là ta kết luận là nó chia hết cho 4. Bước 6 là kết luận chia cho 4.
Và cuối cùng gộp hai bước này lại để suy ra nó chia cho 12. Đây là bước 7. Đấy. Như vậy bài toán của chúng ta sẽ được trình bày qua 7 bước. Bây giờ ta đi lập luận. Lời giải. Bước 1 là ta sẽ đi làm cái đầu tiên là dấu sao đây. Gọi tích tích đã cho, đúng không? Tích đã cho là tích. Tích đã cho. Đã cho là T bằng A trừ B nhân A trừ C nhân đi. Ở lớp 6 thì các con không cần phải viết phép nhân, nhưng mà ở lớp 5 thì các con vẫn phải dùng phép nhân. A trừ C nhân A trừ D nhân B trừ C nhân B trừ D và cuối cùng là nhân với C trừ D. Đủ chưa nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được rồi. Giờ dấu sao thứ nhất của ta đi là trong 4 số A ta lập luận là có 3 loại dư đã. Đấy. 3 loại dư đã. Hay là 3 loại dư. Khi chia một số cho 3 thì có 3 loại dư. Khi chia một số cho 3 thì có 3 loại dư. 3 loại dư. Hai chấm là 0 này, 1 này, hoặc là 2. Hoặc là 2. Như vậy suy ra là trong 4 số đã cho, đúng rồi. Trong 4 số A, B, C, D nên trong 4 số A, B, C, D, 4 số A, B, C, D có ít nhất hai số cùng dư. Có ít nhất hai số cùng dư. Hai số cùng dư khi chia cho 3. Đấy. Chia cho 3. Cho nên là gì? Là tích T có ít nhất một thừa số chia hết cho 3. Khi đó hiệu chia cho 3 đi. Ta phải ấy luôn là hai số cùng dư chia cho khi chia cho 3 thì hiệu của chúng chia hết cho 3. Hiệu của hai số đó chia hết cho 3. Đấy. Như vậy. Vậy tích T có ít nhất một thừa số chia hết cho 3. Đấy. Nên T chia hết cho 3. Rồi, lập luận đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ lập luận nhánh bên kia là sẽ có 4 à có 3 trường hợp, đúng không nào? Dấu sao thứ hai. Chúng ta xét tính chẵn lẻ của A, B, C, D xảy ra 3 trường hợp. Xét tính chẵn lẻ của A, B, C, D xảy ra 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có ít nhất 3 số cùng. Chúng ta có cần phải xét cái trường hợp đầu tiên không nhỉ? Bởi vì là trường hợp đây này các con này, ở đây ta chỉ cần xét cái trường hợp thứ hai thôi. Đây là trường hợp mà có ít nhất 3 số cùng chẵn lẻ thì nó bao trùm luôn cả cái trường hợp này rồi. Đấy, tức là gì? Ba số, chỉ cần 3 số này là cùng lẻ hoặc cùng chẵn thôi. Đấy, thế còn cái chữ số ở cái số D có thể là C hoặc là chẵn hoặc là lẻ thì ta chỉ cần hai trường hợp thôi, không cần phải 3 nhá. Xảy ra hai trường hợp thì hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có ít nhất, đúng nào, có ít nhất 3 số cùng tính chẵn lẻ. Trường hợp 1 là có ít nhất 3 số
cùng tính chẵn lẻ. Tính chẵn lẻ. Bây giờ ta chỉ ra, ta giả sử là ABC đi. À, giả sử đó là ABC. Thì khi giả sử cái điều này ấy, thì thường ta thêm vào một cụm từ ta gọi là không mất tính tổng quát. Phải không mất tính tổng quát. Ta giả sử là ABC. Không mất tính tổng quát. Tổng quát. Giả sử là A, B, C. Có nghĩa là ta giả sử ABC là cùng tính chẵn lẻ. Đấy. Thế khi đó chúng ta có khi đó A trừ B và B trừ C là gì? Là chẵn. Đấy. Rồi, bây giờ trường hợp thứ hai là hai lẻ và hai chẵn. Trường hợp hai là có hai số lẻ, hai số chẵn. À, hai số lẻ ta giả sử là A và B đi. Hai số lẻ. Giả sử là A và B. Cũng không mất tính tổng quát nhé. Và hai chẵn. Đấy, giả sử là C và D. Hai chẵn. Thì hiệu của hai số của cặp số đó thì hiệu của hai cặp cùng chẵn lẻ đó chia hết cho hai, cùng chẵn lẻ đó chia hết cho hai. Đấy. Đó là A trừ B và C trừ D. Đấy, như vậy ta kết luận là gì? Trong mọi trường hợp thì chúng ta có hai cái hiệu, ít nhất là hai cái hiệu. Bây giờ thầy lại thiếu bảng rồi, cho nên thầy phải viết ra bên này nhá. Ta xóa cái cuối cùng đi. Như vậy ta kết luận là gì? Vậy trong mọi trường hợp luôn có ít nhất hai hiệu là chẵn, luôn có ít nhất hai cái hiệu là số chẵn. Nên tích t có ít nhất hai thừa số chia hết cho hai, ít nhất hai thừa số chia hết cho hai, thì ta suy ra là tích t chia hết cho 4. Đấy, như vậy cuối cùng ta kết luận thôi là t vừa chia hết cho 4, à vừa chia hết cho 3 và chia hết cho 4 nên nên t chia hết cho 12. Thế người ta bảo là chứng tỏ rằng, cho nên chúng ta thường là có một cái câu cuối cùng là điều phải chứng minh nhé. Điều phải chứng minh. Đấy, đóng ngoặc lại. Tức là cái kết luận, cần phải kết luận của chúng ta đấy. Đấy, thì lời giải của cái bài này là như thế.
Như vậy chúng ta đã hoàn thành theo dõi cái bài chữa chi tiết đề thi năm 2001. Thì các con có thể thấy là cái đề này nó cũng thuộc dạng là tương đối hơi phức tạp, hơi khó một chút. Đấy. Tuy nhiên là thầy tin tưởng là sau khi mà làm qua 12, trải qua 12 cái đề luyện là những cái đề chính thức thi vào trường An những năm qua nó có chất lượng cực tốt để đánh giá học sinh, thì các con đã đúc rút ra cho mình rất là nhiều những cái kỹ năng, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm để mà làm, để mà chuẩn bị sẵn sàng cho cái kỳ thi trong thời gian tới. Thế thì tiếp theo các con hãy in cái đề của năm 2012 và làm một cách tập trung, nghiêm túc. Đấy. Rồi suy nghĩ thêm để phát triển, tức là tự mình có thể hoàn thiện được nhiều nhất có thể. Đấy, và sau đó thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong cái bài chữa của cái đề am năm 2012. Hẹn gặp lại các con.